Xin chào tất cả các bạn đến với Tết Mắt, mình là Huyền Vân. Và hiện tại trên tay mình đang cầm một chiếc iPhone cũng khá là già cỗi của hãng Apple rồi. Đó chính là chiếc iPhone 6. Ra mắt dù đã được 4 năm với cấu hình lỗi thời, thậm chí là có giá cao ngất ngưỡng lên đến 7 triệu đồng, nhưng iPhone 6 vẫn chiếm chè đứng vị trí thứ 5 trong top 10 smartphone bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2018 ở Việt Nam. Theo thống kê của các nhà bán lẻ thì chiếc iPhone 6 có phần già cỗi của hãng Apple đang đứng ở vị trí thứ 5 trong top 10 smartphone bán chạy nhất 6 tháng đầu năm nay. Tưởng chừng như đã tụt hậu và lỗi thời so với các thế hệ smartphone đình đám gần đây, nhưng không, iPhone 6 vẫn trụ vững một cách ngoạn mục và thể hiện sức hút của mình. Rõ ràng thì ở phân khúc 7 triệu đồng, iPhone 6 32GB không mấy dễ dàng để cạnh tranh với các siêu phẩm của Trung Quốc với cấu hình cao nhưng giá lại rất rẻ ở thị trường hiện nay. Vậy thì vì lý do gì mà chiếc iPhone thế hệ thứ 6 tương đối lỗi thời của Apple lại thu hút người dùng đến như thế? Xét về mặt thiết kế thì chiếc điện thoại này sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối nè, rồi cùng các góc cạnh bo cong cũng rất là mềm mại, kích thước thì chỉ có 4.7 inch thôi. Nhưng cho đến hiện nay thì iPhone 6 vẫn được coi là chiếc smartphone có kích thước nhỏ gọn, mỏng nhẹ, dễ dàng cầm nắm và thao tác một tay. Với thực tế thị trường smartphone màn hình nhỏ ngày càng hiếm hoi thì kích thước của iPhone 6 lại là một lợi thế dành cho những người dùng mà không mấy ưa chuộng những cái loại điện thoại như là màn hình lớn. Một nhà bán lẻ từng nói rằng iPhone 6 chiếm được lòng tin của người dùng bởi thiết kế đạt đến sự hoàn mỹ tính đến thời điểm hiện nay. Đi cùng với đó là hệ điều hành ổn định, giúp cho sản phẩm chiếm được tình cảm và liên tục nằm trong top bán chạy trong những tháng qua. Quay trở lại một chút với câu chuyện cấu hình, thì dù đã ra mắt khá là lâu nhưng iPhone 6 vẫn được Apple trang bị tính năng bảo mật bằng vân tay rất là thời thượng. Độ hiển thị thì đương nhiên là không nhanh như các thế hệ iPhone sau này, nhưng mà vẫn đáp ứng đủ được nhu cầu của một người dùng cơ bản. Được trang bị tấm nền IPS, độ phân giải chỉ ở mức HD với là 750x1334 pixel, nhưng mà chất lượng hiển thị trên màn hình 4.7 inch không hề thua kém những chiếc máy Full HD nào khác trong phân khúc. Ngoài ra thì Apple còn trang bị cho iPhone 6 một con chip A8 cùng 1GB RAM và một bộ nhớ trong là 32GB. So với hiện nay thì dung lượng RAM của iPhone 6 quá là thấp, không đủ để duy trì được khả năng đa nhiệm cho các ứng dụng ngày càng nặng hơn. Trước các smartphone RAM 3GB hay là thậm chí là 4GB trong cùng mức giá thì người dùng hoàn toàn có nhiều lựa chọn hợp lý hơn là iPhone 6. Tuy nhiên thì cho đến nay máy vẫn hoạt động tương đối ổn định nhờ vào sự tối ưu của hệ điều hành iOS 10, và sắp tới sẽ là iOS 12, một nền tảng có thể được xem là sự cứu cánh cho các dòng iPhone cũ, đặc biệt là đàn em như là iPhone 5S. Từ đó thì có thể thấy cấu hình không còn là một bài toán quan trọng mà người dùng quan tâm khi mà nghĩ đến chiếc iPhone 6. Về camera thì lại là một tính năng cũng rất là quan trọng để người dùng lựa chọn smartphone hiện nay. Một chiếc smartphone có camera 8MP, khẩu độ là f/2.2 so với tầm giá 7 triệu đồng thì iPhone 6 cũng chẳng mấy nổi trội. Bởi hiện nay với mức giá 7 triệu, những hãng di động khác đã nâng cấp được camera của mình lên là 16MP hay là 20MP để có những tấm ảnh chụp rõ ràng và sắc nét hơn. Tuy nhiên thì với tốc độ lấy nét ổn định nhờ vào cảm biến iSight, cân bằng trắng và tối ưu lấy sáng cùng khả năng chụp chất không bàn cãi của iPhone, thì iPhone 6 vẫn có thể đáp ứng được cho người dùng về khoản camera. Các đánh giá từ chuyên gia đều nhận định rằng iPhone 6 vẫn là một smartphone sở hữu camera hình ảnh chất lượng tốt. Tuy vậy, một lý do nữa mà người dùng lựa chọn iPhone 6 có thể là do việc bất ngờ giảm giá mạnh mẽ của chiếc smartphone này sau một thời gian kìm mức giá 10 triệu đồng, dù đã ra mắt thế hệ iPhone 7 và iPhone 8. Việc hạ giá thành iPhone 6 vô hình chung đã tạo nên sự chú ý và thu hút đối với người dùng, vì đây là giá tiền khá là phù hợp cho nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ có chi phí khá hạn hẹp nhưng lại có nhu cầu sử dụng những sản phẩm chất lượng của hệ sinh thái iOS đa dạng độc quyền của Apple. Tất nhiên là giá iPhone luôn rất là ổn định so với tất cả các dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay. Việc trao đổi mua bán cũng trở nên dễ dàng hơn vì tính ổn định và ít mất giá của iPhone. Mặt khác, như đã nói ở trên thì ngay từ khi mới ra mắt thì iPhone 6 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng bởi chất lượng vượt trội. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên đánh dấu sự cải tiến của Apple về kích thước màn hình, thiết kế bo tròn góc cạnh máy, cảm biến vân tay cũng như nhiều tính năng khác khá mới mẻ trên iPhone 6. Do đó, việc muốn sở hữu một chiếc iPhone mở đầu xu hướng của Apple cũng là điều mà không ít người dùng mong muốn, đặc biệt là với tầm giá khá là dễ chịu hơn so với iPhone thế hệ sau này và thậm chí là iPhone X. Ngoài ra thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cùng tầm giá, rõ ràng thì Apple là một thương hiệu đáng tin cậy hơn hẳn so với các hãng đến từ Trung Quốc, khi mà định kiến của người dùng Việt Nam về điện thoại Trung Quốc vẫn còn rất là mạnh mẽ. Nhìn chung thì với phân khúc tầm
trung 7 triệu đồng, iPhone 6 nhỏ gọn vẫn còn nhiều tính năng ưu việt đáng để lựa chọn, đặc biệt là nhờ vào thương hiệu táo khuyết bậc nhất trên thị trường. Đó cũng là một lý do dễ hiểu vì sao mà người dùng lại sẵn sàng bỏ tiền ra để rinh chiếc iPhone 6 32GB không mấy mới mẻ này. Đó là những nhận định của Techmart. Còn tất cả các bạn khán giả của Techmart thì sao? Các bạn có những nhận định gì thì chúng ta hãy cùng thảo luận bên phần comment bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn.